Có thể nói dù cái đạo luật này chưa thành một cái đạo luật chính thức, nó mới nằm ở dự luật mà Thượng viện có thể nói là ủng hộ rồi. Thì thưa quý vị, bây giờ đi vào phân tích thì chúng ta thấy hai chánh đảng chính trị lớn nhất của Hoa Kỳ là Cộng hòa và Dân chủ, và hai cái cơ quan có thể nói lớn nhất của Hoa Kỳ, cơ quan hành pháp là hành pháp và lập pháp. Hành pháp tức là quốc hội, xin lỗi, hành pháp tức là tổng thống, và lập pháp tức là quốc hội, lưỡng viện. Thưa quý vị, hai bên cạnh tranh nhau trong thời kỳ bầu cử tổng thống và quốc hội. Do Thái và Ukraine là hai quốc gia nhược tiểu được Mỹ viện trợ có thể là nạn nhân do cuộc tranh cử bầu cử dân chủ của Hoa Kỳ. Chúng tôi nhớ lại, hàng triệu triệu người Mỹ gốc Việt rút kinh nghiệm Việt Nam Cộng Hòa không khỏi lo buồn trước cái buồn nhược tiểu của Ukraine và Do Thái. Quá tin Mỹ có thể bị Mỹ bỏ rơi, và với nỗi khổ nhục tự do dân chủ bỏ rơi đồng minh. Nhưng mà cho tới bây giờ thì chúng ta thấy Hoa Kỳ không có bỏ rơi. Thượng viện đã thông qua cái dự luật rồi, cùng lắm trả lại cho Hạ viện thêm bớt một chút nữa thôi. Từ Hạ viện thì dân chủ nhiều thành ra, nhưng mà hai bên có thể compromise, thỏa hiệp với nhau để mà không có bỏ rơi những cái người đồng minh mà mình đã hứa hẹn là giúp đỡ, tức là Do Thái và Ukraine. Đối với Ukraine, bế tắc chính trị tại Quốc hội Hoa Kỳ là một đại họa đối với quốc gia này. Thiệt, không đương chiến tranh cần súng đạn như vậy mà Hoa Kỳ hồi đó tới giờ là một cái hậu thuẫn tối đa, cũng như ở Liên Âu cũng hậu thuẫn là gì? Đi theo cái đường lối của Hoa Kỳ hậu thuẫn cho Ukraine. Thưa quý vị, mà nếu bây giờ không còn cái viện trợ về khí tài, súng đạn, quả tiễn từ phía Mỹ, thưa quý vị, thì làm sao mà chống lại nổi, giữ đất nước, giữ được cái tự do dân chủ cho mình. Nên có thể nói Ukraine hết sức lo toan. Nhưng mà đây là một cái quyết định có tính cách làm cho cái tinh thần của Ukraine không đến nỗi suy sụp, bởi vì Thượng viện đã đồng ý rồi. Tổng thống Ukraine, xin lỗi, Tổng thống của Hoa Kỳ, ông Biden chắc chắn phải đồng ý. Và ông đương không phải ông ngồi không, mà ông vận động hành lang rất là quyết liệt để cho Hạ viện và Thượng viện thông qua cái dự luật này để đưa lên ông ấy, ông ký thành đạo luật. Mà trong cái thời kỳ tranh cử đó, thưa quý vị, rất là khó. Bên Cộng hòa, phe của ông Donald Trump, thưa quý vị, ông chủ trương là không có giúp cho Ukraine nữa. Tại sao? Ông nói chi tiền nhiều quá rồi. Mà ông còn nói á, nếu mà Liên Âu không có bỏ ra 2% lợi tức quốc gia để mà giúp đỡ trong cái ngân sách của NATO, thì nếu Nga đánh những cái nước nằm trong NATO, thì nếu ông lên đắc cử tổng thống thì ông không giúp. Nghe nói như vậy, bên Liên Âu, thưa quý vị, khối NATO cũng lo lắng lắm, không biết ông chơi cái kiểu này là bắt bí, hay là nếu mà nói thiệt như vậy, thưa quý vị, không phải bắt bí, là một cái quyết định có thể nói là quá bất lợi cho Hoa Kỳ.
27 nước của Liên Âu luôn luôn đứng chung một hàng ngũ với Hoa Kỳ. Mà nếu mà ông hâm như vậy, hỏi người ta còn tin không? Nhưng mà nhiều người nhà bình luận nói, không phải rồi, cái ông này là dân buôn bán mà ông giỏi lắm. Ông bắt bí, ông làm như vậy mà thiệt. Người ta thấy vài nước khi ông bắt bí lần đầu đó, nghĩa là có nhiều vài nước đồng ý lấy 2% tổng lợi tức quốc gia của mình để mà đóng góp cho cái quốc phòng của Liên Âu. Nhưng mà thưa quý vị, cái kiểu mà bắt bí như vậy cũng có nhiều khi nguy hiểm lắm. Nên nhiều người, nhiều cơ sở, nhiều nhà bình luận cho là cái chuyện mà hăm dọa bắt bí như vậy của ông Biden, ông Trump, thưa quý vị, không tốt đâu. Đó. Không tốt đâu. Cho tới bây giờ thì cái bắt bí đó nghe nói nó cũng xìu xuống rồi, chứ nó không còn mạnh như trước nữa. Từ năm gì đại họa cho Ukraine, tại sao Mỹ không thể chi một đồng nào cho Ukraine? Bởi vì cái quốc hội chưa thông qua cái đạo luật tổng quát này, thì từ năm 2023, từ cuối năm, phải dùng cái chữ cuối năm, chứ trước đó thì giúp đỡ mạnh dạn lắm. Ngân sách của Hoa Kỳ dành cho viện trợ cho Ukraine, thưa quý vị, có thể hết, nên không còn phương tiện. Ông Tổng thống coi vậy, thưa quý vị, không có cái dự luật giải ngân sách của quốc hội thì ông cũng không làm gì được. Ông không có chi được một cắt nào cho cái nước nào. Thành ra Ukraine là lo lắng nhất, thưa quý vị. Và ở một cái nước ở bên Á Châu Thái Bình Dương là thưa đó cũng rất là lo. Quý vị chắc biết cái nước đó là ai rồi. Biết cái nước đó là ai. Cái ông Trung Cộng đó, ông ỷ lớn. Ông nói sớm muộn gì ông cũng chiếm thôn tính cái do thái cái nước một cái đảo quốc. Cái đảo quốc đó là thưa quý vị chúng tôi không nói, quý vị cũng biết là ai. Bởi vì chúng ta không đồ xài đồ Trung Quốc thì ta xài đồ của Đài Loan. Đài Loan là tự do dân chủ, mà anh Trung Cộng đó thì anh muốn, anh nói cái đó là cái tỉnh của chúng tôi phải thống nhất, thưa quý vị. Mà cho tới bây giờ nhờ Hoa Kỳ, thưa quý vị, nhờ Hoa Kỳ mà Trung Cộng không thể thống nhất được Đài Loan. Không thể thống nhất được Đài Loan. Mà trong kỳ bầu cử trở lại đây, tức là ba nhiệm kỳ rồi, cái chính quyền của Đài Loan là một chính quyền dứt khoát bảo vệ cái an ninh, bảo vệ cái độc lập của mình, chứ không để cho Trung Cộng có thể nói là lấn chiếm. Còn anh Trung Cộng thì ổng đánh giặc mồm, chứ cho tới bây giờ ảnh cũng ngán Hoa Kỳ, không có tấn công Đài Loan. Đài Loan, thưa quý vị, vẫn mua súng đạn, ống quả tiễn này kia từ Hoa Kỳ giúp đỡ rất, và nhiều nhân vật của Hoa Kỳ đi qua tới nơi thăm viếng. Và mới đây nhất là cái vị phó tổng thống mà có thể nói là có lập trường vững vàng bảo vệ Đài Loan độc lập, thưa quý vị, lại đương đắc cử tổng thống tháng 5 này, ông sẽ nhận cái nhiệm kỳ. Thì chúng ta thấy cái tình hình, thưa quý vị, không ráng để mà lo âu lắm đâu. Bởi vì mua sớm hay muộn, những nhà phân tích về chính sách của Hoa Kỳ đối với Ukraine, đối với Do Thái và đối với Đài Loan không có thay đổi gì nhiều.
ngay khi ông Biden hết làm tổng thống, thì ông Trump, thưa quý vị, cũng phải đi theo những cái đường lối mà có thể nói từ hồi đó tới giờ hai vị tổng thống này bề ngoài nói dữ dằn với nhau vậy gì để có thể nói lên để nó phù hợp với cái thế nước lòng dân của Hoa Kỳ đối với ngoại quốc. Nhưng thưa quý vị, hai ông này không có bao giờ bỏ được. Hoa Kỳ không thể nào buông bỏ được cái Á Châu Thái Bình Dương trên Biển Đông. Nơi đó, thưa quý vị, dầu ông Tổng thống da đen, da màu, da vàng cũng không bỏ được. Là tại sao? Quý vị thấy ở Hoa Kỳ còn có 100.000 quân đương đóng ở tại Nhật và vào khoảng 20, gần 50.000 quân đóng ở tại Bắc, đến xin lỗi, Nam Hàn. Thì nếu mà để trống cái Á Châu Thái Bình Dương, Biển Đông, thưa quý vị, hữu sự cái gì thì làm sao mà tiếp tế cho 100.000 quân đó. Và bên cạnh đó, một cái nước mà có thể nó là đồng minh chí thân với Hoa Kỳ là Do Thái và Hàn Quốc cũng nằm gần đó, thì không bao giờ mà Hoa Kỳ, ông tổng thống nào đi nữa cũng phải bảo vệ cái con đường đó. Mà bảo vệ con đường đó thì dứt khoát không có cho Trung Cộng, nghĩa là ngăn chặn cái con đường hàng hải vô cùng quan trọng từ eo biển Mã Lai đi lên. Nên còn thứ 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 hai nữa, thưa quý vị, không bao giờ những cái nước Tây phương, trong đó có Hoa Kỳ, có Anh, thưa với quý vị, và một số nước nữa ở trong Liên Âu, 27 nước, cũng phải cực khổ, khó khăn, tốn kém gì cũng phải bảo vệ cái tự do dân chủ của cái vùng đất của mình, không để cho Trung Cộng, thưa quý vị, thôn tính Ukraine. Vì Ukraine, thưa với quý vị, là một cái phép thử để bảo vệ cái tự do dân chủ của những nước Tây phương, chống lại những cái nước hậu cộng sản và Trung Cộng đương thời. Nên dầu như có những cái diễn biến về quân sự, nhiều khi chúng ta thấy chúng ta rất là lo về diễn biến về chính trị, chúng ta rất là lo, nhưng mà sau cùng rồi, thưa quý vị, chắc chắn thế giới tự do, trong đó có Hoa Kỳ, thế giới tự do, trong đó các nước ở Á Châu Thái Bình Dương như Nhật, vân vân, hữu sự sẽ đoàn kết. Mà bây giờ chúng ta thấy cái tình đoàn kết để mà chống lại với Nga, chống lại với Trung Cộng, rõ ràng càng ngày càng phát triển chứ không có xê xuyển một phần nào hết. Đó là những cái nhận định mà những cái nhà chuyên môn dựa vào những cái sự kiện rất là rõ rệt để trình chúng tôi ghi nhận lại, trình cùng quý vị rộng đường dư luận và dễ dàng nhận định. Thưa thành thật cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những kỳ phân tích tới. Xin cảm ơn.